nên trồng cây lưỡi hổ trong nhà? Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ có tác dụng trong việc đẩy lùi những điểm xấu, đem lại may mắn, thuận lợi trong công việc cho gia chủ. Cây lưỡi hổ cao khoảng từ 50 đến 60cm. Cây lưỡi hổ là một loại cây cảnh thường được trồng trong giường, trong nhà để làm đẹp cho không gian. Đặc biệt, cây lưỡi hổ là có thân dạng dẹt, mọc nước, nhìn có vẻ sắc nhọn, nguy hiểm, nhưng thân rất là mềm, không làm đứt tay khi chạm vào. Trên thân có hai màu xanh và màu vàng, dọc từ gốc đến ngọn. Cây lưỡi hổ khi ra hoa, nở thành từng cụm, mọc từ phần gốc lên và có quả hình tròn. Lưỡi hổ là loại cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, có tới hơn 70 loài khác nhau như cây lưỡi hổ cọp, cây lưỡi hổ thái, cây lưỡi hổ xanh. Nhưng phổ biến nhất hiện nay là lưỡi hổ thái và lưỡi hổ cọp. Theo quan niệm phong thủy, cây lưỡi hổ trong phong thủy có tác dụng trong việc trừ tà, đẩy lùi những điểm xấu, đem lại sự may mắn và tài lộc cho gia chủ. Lá lưỡi hổ thì có hình con dao, trông rất là sắc và được xem như là một sức mạnh của Chúa Sơn Lâm, nên có khả năng xua đuổi tà khí, hạn chế các xui xẻo đến với gia đình. Do vậy, mọi người thường thấy cây lưỡi hổ được trồng thành một hàng rào trước nhà hoặc trồng thành hàng trước cửa các tòa nhà. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn là một món quà ý nghĩa với mong muốn cầu chúc may mắn đến với bạn bè người thân, chúc thành công với đối tác, mừng năm mới tài lộc dồi dào, mừng tân gia an cư lạc nghiệp. Nhiều người thường đặt cây lưỡi hổ ở phòng khách, bàn làm việc, ban công, phòng ngủ sẽ giúp gia chủ cảm thấy thư giãn, thoải mái và xả stress nữa. Nếu trồng lưỡi hổ trong nhà thì có rất là nhiều công dụng như là khiến giấc ngủ ngon hơn nè, do cây lưỡi hổ có chức năng hấp thụ CO2 và thải ra oxy. Lá cây thì có khả năng hút bám bụi nên không khí trong nhà sẽ luôn luôn trong lành. Khi làm việc trong không gian kín, ít không khí, có nhiều thiết bị điện tử như các tòa nhà văn phòng, cao ốc trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Do đó, hầu hết văn phòng công ty đều lựa chọn trồng cây lưỡi hổ giúp giảm stress, tạo màu sắc tươi mới, đem đến một cảm giác thư thái.